3 website, 5 nước mình biết sớm hơn để tìm kiếm sản phẩm kinh doanh pre-non-demand. Đầu tiên đó là Amazon Bestseller. Bạn sẽ được biết top 100 sản phẩm được bán chạy nhất tại Amazon theo tùy lĩnh vực. Tuy nhiên, danh sách này sẽ được cập nhật liên tục hàng giờ. Cho nên, đây sẽ là nơi kiểm tra các sản phẩm có khả năng ở lại top 100 lâu nhất. Số 2, Amazon Scout. Truy cập Amazon Scout Product Database, chọn dùng thử nếu chưa đăng ký. Đặt tiêu chí sản phẩm bằng bộ lọc, chọn loại sản phẩm mà bạn muốn tập trung. Sau đó, website sẽ trả về kết quả về giá bán, số lượng tìm kiếm từ khóa để seller có thể cân nhắc lựa chọn bán sản phẩm. Quá là tiện lợi đúng không nào? Thứ 3, đó là Google Trends. Đây là một công cụ hết sức gần gũi và có cách sử dụng cực kỳ là dễ dàng. Tìm kiếm sản phẩm bạn quan tâm, xem mức độ phổ biến của sản phẩm và cân nhắc lựa chọn để kinh doanh. Còn chần chừ gì mà không tìm kiếm ngay thôi.